sư thích ca ni phật Anh nam mô a di đà phật hôm nay là ngày mùng chín tháng 11 một hai nghìn hai mươi chúng ta tiếp tục học tập quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc học đến tập hai trăm bảy mươi bốn có một con đoạn này ăn tổ ngày nhắc những người niệm phật chúng ta rất là quan trọng quý vị đó là tính nguyện những đức đọc nguyên văn quý vị nghe nhớ là người niệm phật chúng ta nếu mà niệm đến nhất tâm mà tính nguyện không có thì cũng không được giảng sanh dù là hạng cực ác tạo tội nghiệp nặng nề nhưng khi nghe với môn tịnh độ mà lòng tin kiên cố tính nguyện vững chắc niệm vài câu thì cũng được giảng sanh Quả nhớ tính nguyện vô cùng quan trọng nếu có đủ tính nguyện dẫu là hạng tội ác cực đại sắp đọ a tỳ địa ngục vẫn có thể nương vào sức thập niệm mau chóng được Phật từ tiếp dẫn vãng sanh. Vì thế mới nói, nếu tâm chúng sanh nhớ Phật, niệm Phật, thì hiện tại tương lai nhất định thấy Phật, cách Phật chẳng xa. Chúng ta nghe những văn tự này, lời dạy của Đại sứ Ấn Quang là vị tổ sư thứ 13 của tịnh Độ Tông Mà tuyên truyền Ngài là Đại Thế Chí Bồ Tát Quá Thăng Mỗi một câu dạy của Ngài là Đại Thế Chí Bồ Tát Tây Phương Tam Thánh dạy chúng ta Thì quý vị khi nghe những câu này mới thấy rằng tính nguyện niệm Phật vô cùng là quan trọng Nên Đại sư Ngẫu Ích Ngài nói rằng người niệm phật được giảng sanh hay không là do có tính nguyện hay không còn giảng sanh phẩm vị cao hay thấp là tính vào công phu sâu hay cạn nhưng câu ban đầu được giảng sanh là do có tính nguyện hay không thì mới tới câu thứ hai phẩm vị cao hay thấp là tính vào công phu sâu hay cạn nếu như cái ban đầu không có tính nguyện thì không có cái thứ hai vì nhớ đó nên chúng ta mỗi ngày học tập như vậy để bổ túc cái tính nguyện niệm phật của chúng ta như phù hợp vào nguyện thứ 18 chúng sanh mười phương nghe danh hiệu a di đà phật Chí tâm tinh ưa niệm danh hiệu Ai Di Đà Phật Đến khi mệnh chung Có nghĩa là Cả cuộc đời chúng ta Cả cuộc đời là như thế nào Là từ khi gặp Pháp Môn Tịnh Độ Thì niệm có vật hiệu này Chí tâm tinh ưa Đến khi mệnh chung có nghĩa là Niệm Từ khi gặp cho đến khi Thọ mạng đến Là đến khi mệnh chung chỉ cần người này niệm được từ một niệm cho đến mười niệm Nhớ từ một niệm cho đến mười niệm Thì Đức Phật A Đà tiếp dẫn người này về thế giới cực lạc Chí tâm tinh ưa quý vị nhớ đó Chí tâm là một phương hướng Là gặp pháp môn tịnh độ Niệm có vật hiệu niệm cả đời Thí dụ như chúng ta gặp Tịnh độ lúc chúng ta 20 tuổi Thì chúng ta niệm cho đến khi 80 tuổi Chúng ta thọ mạng đến lúc 80 tuổi thì đến 80 tuổi chúng ta niệm từ 1 niệm đến 10 niệm để giảng sanh... Nếu như chúng ta gặp Pháp Môn Tịnh Độ lúc 60 tuổi... Thì chúng ta niệm cho đến 80 tuổi là thọ mạng đến là 20 năm... Không thay đổi... Nếu như chúng ta gặp Pháp Môn Tịnh Độ năm chúng ta 70 tuổi... Thì chúng ta niệm cho đến 80 tuổi là thọ mạng đến... Ví dụ đó... Nếu như chúng ta gặp Pháp Môn Tịnh Độ lúc 75 tuổi... Thì chúng ta niệm cho đến 80 tuổi là thọ mạng đến Thì trong 5 năm nhất định niệm chúng ta không đổi phương pháp Nghe ai nói gì chúng ta cũng không dao động tâm Đó cũng gọi là trí tâm tình ưa Cái trí tâm tinh ưa này là tính từ khi Chúng ta gặp phóng môn tịnh độ chúng ta niệm đến khi mệnh trục Thì người niệm Phật như vậy chắc chắn nhãn sạch yeah. Cái này vô cùng là quan trọng quý vị Quan trọng lắm luôn Nên nhiều người chúng ta tu với ông trình độ giống như là mình học phật pháp là cứ mãi dẫm trước một chỗ không tiếc cứ tu phương pháp này một hai năm cái bắt đầu là đổi tu phương pháp này một hai năm cái đổi đổi cái một hai năm cái đổi cứ chạy hoài chạy giết rồi nghỉ tu luôn không bằng là có vật hiệu này mình niệm cả đời mà muốn cả đời mà niệm thì phải tính nguyện kiên cố nên cái buổi học tập này của chúng ta mỗi buổi chiều là quyết chí quyết chí là cái tâm này nó nó kiên cố tâm gì lắm nó gọi là quyết chí giống như mình làm một cái việc gì mình muốn thành công nó quyết chí dù khó khăn cái nào nó quyết chí phải làm cho bằng được gọi là quyết chí nên cái cái bài học tập của mình là nhắc nhở mình là quyết chí một đời có nghĩa là đời này mình phải quyết chí Vãng sanh cực lạc quốc Đó Đây gọi là tính nguyện này quý vị ừ, Tính nguyện đó Tính nguyện Niệm Phật là như vậy đó Người chỉ cần niệm Phật mà có Lòng tin kiên cố Nguyện tha thiết như vậy Thì Đại sư Thiện Đạo Ngày dạy rằng Mười người niệm Mười người vãng sanh Còn người mà Niệm Phật mà Tính nguyện không kiên cố Thì vạn người Niệm khó tìm được Hai ba người đó Lòng tin không kiên cố Gọi là tu đa môn Tuy cũng tu tịnh độ Nhưng gặp môn nào cũng muốn tu Thì tiêu chuẩn tu của người này Nếu muốn giảng sanh Thì phải đạt cái sự công phu mà Của tất cả các môn tu đó Nhưng phải hồi hướng Về thế giới cực đạt Và phát nguyện sanh cực đạt Nhưng khó Còn nếu như chúng ta nhất môn thâm nhập quân tu lâu dài Một câu Phật hiệu niệm cả đời Bổ túc tính nguyện Thì vạn người tu Vạn người thành tựu. Nên chúng ta bây giờ nhiều người niệm Phật mà thành tựu rất ít là do tính nguyện chúng ta không kiên cố. Nên chúng ta đã từng học tập cái quyển sách của Hòa thượng Ngãi Hiền. Tấm gương của ngài là một tấm gương đặc biệt tuyệt vời. Rõ ràng đại lão Hòa thượng Ngãi Hiền là một câu vật hiệu quý vị. Một câu vật hiệu là do chính ngài không biết một chữ nào. Là không biết một chữ nào hết Vậy thì bây giờ muốn đọc thêm cũng không đọc được Nên chỉ có một câu vật hiệu niệm cả đời không thay đổi Đây gọi là quyết chiến một đời Vãng sanh cực lạc quắc Pháp sư Hải Khánh Sư Đệ của Ngài Cũng là một câu vật hiệu niệm cả đời không thay đổi Đây cũng là quyết chiến một đời vãng sanh cực lạc quắc Mẹ của Hòa Thượng Hải Hiền cũng một câu vật hiệu niệm cả đời không thay đổi đây cũng là quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc Lão Đức Hòa Thượng cũng là một câu vật hiệu niệm cả đời Không thay đổi Đây cũng là quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc Những tấm gương này quý vị có giảng sanh rất thù thắng Rất là thù thắng quý vị Một người giảng kinh thiết pháp làm bao nhiêu vật sự lớn lao Hiểu biết rất rộng rãi niệm Phật thành tựu vẫn không bằng những vị này vẫn là không bằng những vị như đại lão hòa thượng ấy hiền rồi pháp sư hải khánh lão đức hòa thượng rồi mẹ của hòa thượng ấy hiền tại vì phần nhiều tất cả những người này đều là những người không biết một chữ nào hết bốn vị này chúng ta nêu lên là không biết một chữ nào hết nhưng niệm phật giảng sanh rất thù thắng như Đại lão và thượng ấy hiền Cả đời niệm có vật hiệu 92 năm Không thay đổi Quý vị coi giảng sách Ngài nói một câu mà mình phải ngẫm nghĩ quý vị Ngài nói rằng Hộ niệm không chắc ăn đó. Nên cái người mà tính nguyện niệm Phật Chắc chắn rằng Không bao giờ hoàn toàn nướng vào cái ngoại cảnh Đó là hộ niệm Hộ niệm là chỉ hỗ trợ Là cái bên ngoài Người mà tính nguyện Là họ tin tự mạnh lắm Rồi từ cái tính tự này Họ chí thành cung kính niệm Phật Nhất định có tha lực hỗ trợ Người niệm Phật như vậy thì chắc chắn giảng sanh Còn nếu như người niệm Phật hoàn toàn Chống cậy vào hộ niệm Hộ niệm thì có những nơi hộ niệm Rất chuẩn xác đặc biệt Thì sự hỗ trợ này cũng rất lớn nhưng có những người hộ niệm Có khi họ không hiểu Đây cũng là một sự trở ngại rất lớn Nên Đại Lão và Thượng Ấy Hiền người nói Hộ niệm không chắc ăn à. Hộ niệm không chắc ăn à. Phải nhớ Mình phải biết giúp người Chứ không phải hại người nữa quý vị Hộ niệm Mình khi ngồi hộ niệm tuyệt đối phải ngồi cách xa cái giường Ít gì cũng phải một thước rưỡi hai thước không được đang hộ niệm mà mình lại lấy quạt hay lấy cái này cái kia mà soi bói vào người người ta lúc người ta gần mắt sự đau đớn của người ta cũng như con rùa bị lột mai nhớ nghe nếu như mình xúc chạm vào cơ thể người ta thì sự đau đớn này cực kỳ họ rất dễ khởi tâm sân hận nhớ đó Khi hộ niệm Đừng nên bật quạt gió Phải nhớ Quý vị nhớ nè Lúc chúng ta đang bệnh Mà cái quạt gió thổi ngang Là chúng ta chịu không nổi Chúng ta nghe tiếng động là chúng ta thấy khó chịu Từ nơi đó Mà khi cái người này vừa dứt hơi Nếu quý vị bật quạt gió thổi Ao ao vào người Thì đây là hại người đó Cái quạt thổi như vậy Mình thì thấy mát Nhưng cái người mà vừa chết Cái linh thức của họ Thì giống như là họ chịu một cơn bão tố Ao ạt Đến cái cấp độ cao Còn quý vị đụng chạm vào người họ Thì giống như cầm dao mà cắt vào thịt họ vậy đó Sự đau đớn này Rất dễ khởi lòng săn Nên đại lão và tụi Ngãi hiền người Nói hộ niệm không chắc ăn Là có những người hộ niệm không biết ngồi dịnh vào giường người ta đây là đại lão và tự tình không khai thị cũng nói phải cách xa một thước rưỡi hai thước không được đụng chạm vào khi người ta mớ mắt linh thức chưa ra hết không được đụng chạm không được bật quạt gió thổi ao ao không được cầm quạt thổi sạch sạch không được động đậy ồn ào không được nói chuyện phải nghiêm túc giữ tâm thanh tịnh để niệm phật hỗ trợ cho cái tâm thức người ta để nhiếp vào câu Phật hiệu để niệm để quyết chí giảng sanh nhớ đấy. cái việc này vô cùng là quan trọng quý vị à nên có những người hộ niệm là không hiểu trong chùa mình những đức cũng thường nhắc suốt từ nơi đó mà khi vô hộ niệm là phải nghiêm túc nhưng bây giờ những đức cho các cụ hộ niệm chỉ là một ca niệm một tiếng thôi thì cái sức khỏe các cụ niệm đặc biệt lắm xong á sắp bốn ca cứ ba tiếng quay lại Niệm một tiếng nó không ngán một chút nào Mà nó thèm hộ niệm lắm quý vị Những người mà đi hộ niệm quý vị để ý chỗ này đi Niệm một tiếng thôi Nếu niệm một tiếng rưỡi hai tiếng vẫn bị ngán quý vị à. Khi người đau đớn nhất mỏi Là cái tâm niệm Phật của quý vị nó bị yếu ớt Và nó bị cái chỗ đau đớn nó lôi kéo cái tâm Nên cứ vọng niệm ngay cái đau đớn đó Nên có vật hiệu của mình niệm nó không được cái lợi ích lớn nhớ phải nhớ từ nơi đó mà đại lão hòa thượng hải hiền ngày tính nguyện niệm phật nên người ta hỏi ngài chừng nào hòa thượng đi chúng con hộ niệm cho ngài nói ngài có thể tự đi được hộ niệm không chắc ăn quý phải để ý chỗ này nghe thì mình được hộ niệm là tốt nhưng mà mình phải tính nguyện niệm phật cho kiên cố mình phải tự tin rằng mình sẽ đi được Chứ không phải là hoàn toàn nương vào cái bên ngoài Mà muốn giảng sanh Nên Đại Lão Hòa Thượng Hải Hiền Ngài chiên nhất một câu vật hiệu ngày niệm người ra đi đặc biệt vô cùng Quá đặc biệt Ra đi tự tại Dài năm sau Mở tháp ra thì Ngài để là toàn thân Đúng là tấm gương người niệm Phật Biểu pháp đại thù thắng Mà Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không Ngài nói rằng Tấm gương của Hòa Thượng Hải Hiền để lại Người niệm Phật giảng sanh nên học theo Giáo Pháp 9.000 năm Đại Lão Hòa Thượng Hải Hiền Đã làm tấm gương cho chúng sanh 9.000 năm Thờ hoặc Pháp nên học theo mà tu theo Còn Pháp Sư Hải Khánh cũng vậy Không biết một chữ nào cả Một câu Phật hiệu chân thật mà niệm Dù bị người khinh thường Bị người đe đầu cỡ cổ Chửi mắng vẫn nhẫn được hết nhắn được hết Ở trong chùa làm tất cả những việc cực nhọc Không bao giờ mà so đo tính toán với ai hết Những cái việc mà dễ dàng thì người ta dành làm hết rồi. Còn việc khó khăn cực nhọc dơ giấy Thì để cho Pháp Sư hãy Khánh làm Ngài đều chịu cực chăng thật mà làm Đi làm về Thì còn một miếng gì ăn Người ta chừa thì ăn Còn bữa nào người ta không chừa miếng đồ ăn gì hết Thì nhịn đói có khi người ta chừa đồ ăn dụng dằn thì ăn. Một tấm gương người niệm Phật chân thật. Ngài nói chuyện cả lâm vậy đó. Nhưng khi niệm Phật thì niệm rất rõ ràng. Pháp Sư Hải Khánh. Đọc lịch sử nói rằng. Khi Pháp Sư Hải Khánh còn thay thế. Người không kính trọng. Nhưng khi Ngài giảng sanh. Dài năm sau Ngài cũng để là toàn thân xá lợn Toàn thân xá lợ Để lên bằng thờ Trong chùa để thờ Thì người lăn cặn chờm sớm Mỗi khi 30, 15 đến lễ lại Để mà nguyện cầu Những việc tai qua nạn khỏi của họ cả đời chỉ niệm một câu vật hiệu mà ra đi thù thắng như vậy à, đọc câu chuyện của bác sư hải khánh có một đoạn mà khi ngài bị bệnh mà bị bỏ đói cho chết vậy mà ngài vẫn là điềm nhiên và nói rằng nghiệp chứa ngài nặng lắm Trả nghiệp cho xong ngài bị con chó cắn người ta muốn quýnh con chó ngài cũng nói ngài đã từng cắn nó nên bây giờ nó cắn lại quề thôi đừng đánh nó Người ta chạy xe người ta đụng ngài Ngài té với bờ lề Mà người ta còn chửi ngài Có người ra mặt thì ngài nói rằng thôi Vui trả một món nợ cho xong Cái tâm người niệm Phật chân thật như vậy Đó là Pháp Sư Hải Khánh Thành tựu rất đặc biệt không biết một chữ nào hết Chỉ có niệm một câu ai với Đà Phật niệm đến cùng Rõ ràng đây là tính nguyện niệm Phật thành tựu Rất đặc biệt thù thắng Mẹ và Thượng Hải Hiền cũng vậy Ăn chay niệm Phật một vị cư sĩ chân thật niệm Phật Đến khi mệnh chung Thì biết ngày giờ Đòi về quê Hòa Thượng Hải Hiền ngày không biết Nhưng người mẹ quyết định về quê Ngày đưa mẹ về quê Về quê kêu con cháu thân bằng quyển thuộc tập trung lại Nấu một buổi ăn đại cho ăn Ăn xong rồi Thì bà giảng sanh Độ người thân Độ con độ cháu thấy niệm phật thù thắng như vậy ra đi vô cùng nhẹ nhàng như vậy biết ngày giờ đi trở về quê để độ người thân của mình làm tấm gương niệm phật giảng sanh đó là mẹ hòa thượng ấy hiền là một vị cư sĩ còn lão đức hòa thượng là một người khù khờ vô cùng không biết một chữ nào cả người mẹ thấy con mình quá khù khờ đi xin ăn khổ quá muốn cho con mình được vô chùa được đi tu Biết đâu diễn cái nghiệp cho con mình đỡ khổ Vào trong chùa xin sức gia Vị chủ trì Không cạo đầu Cho lão đức Chỉ lão đức đến Đảnh lễ vi đà Bồ Tát Và Vị chủ trì cạo đầu cho Khi cạo đầu xong dạy Niệm một câu Phật hiệu Thì lão đức niệm Chiên suốt Đi đứng nằm ngồi cứ niệm có Phật hiệu Mỗi lần đi ra ngoài khắc thực Đem thức ăn gì Thì đến Cúng cho Thầy là Vi Đà Bồ Tát Bằng đêm thì lễ Phật Lễ đến mức mà Cái chán nổi cung cục lên hết Tính tình khù khờ chỉ có niệm Phật Bị người chọc ghẹo đủ cách người chỉ vào đống phân bò nói niệm phật đi phật trong đóng phân bò thì lão đức ngài nói rằng có phật thì tôi lại thì bắt đầu là quỳ xuống lại đóng phân bò có người để nhờ dây lên tay nó tôi chối ngài lại đứng đây nghe thì cứ đứng nó niệm phật người ta hỏi vì sao đứng đây ngài nói rằng người ta chối tôi lại rồi chối ở đâu sợ dây trên tay quý vị coi một người rất là khù khờ nếu như chúng ta chúng ta nói là đằng độn nhưng chỉ có một câu phật hiệu kiên nhẫn mà niệm đến ngày giờ giảng sanh cứ hỏi mãi cái ngày tháng đó đến chưa ngày tháng đó đến chưa người trong chùa cũng ngạc nhiên gì sao cứ hỏi ngày tháng như vậy và đến ngày tháng đó thì người ta báo cho lão đức biết lão đức biết thì tắm rửa sạch sẽ thay đồ Xong ngồi Mày niệm Phật giảng sách Mấy năm sau người đi làm ăn xa Thấy Lão Đức ở bên xứ khác Người này chưa về quê Chưa biết được Lão Đức đã mất rồi Người này rủ Lão Đức chở về quê nhà Thì Lão Đức nói một câu rằng Cứ về đi Duyên ở đâu thì hành đạo ở nơi đó Người làm ăn xa này chở về miền quê Thì mới nghe tin biết được Lão Đức Hòa Thượng đã giảng sanh hai ba năm rồi quý coi người niệm phật giảng sanh thị hiện một con người vô cùng đơn giản không biết gì cả thành tựu vô cùng đặc biệt đều là từ tính nguyện niệm phật giảng sanh nên công đoạn này mới nêu lên rằng nếu có đủ tính nguyện dẫu là hạng tội ác cực đại sắc đỏ a tỳ địa ngục vẫn có thể nương vào sức thập niệm mau chóng được phật từ tiếp dẫn vãng sanh. Giống như ông Trương Thiện Hòa Từ tính nguyện mà ra Từ tính nguyện niệm Phật mà ra Đến khi cuối cuộc đời Tướng Địa Ngục xuất hiện Gặp một người xuất gia phiên niệm Phật Ông tiếp nhận Trong lúc đó ông khoát tính nguyện Ông niệm Phật Niệm mấy câu Thì người đầu bò biến mắt Thì lúc đó Phật A Di Đà đến tiếp dẫn ông Nhiều người tạo nghiệp cực ác nhưng cuối cuộc đời chỉ có tính nguyện niệm phật một chút thôi cũng được giảng sanh không chỉ chúng ta chưa đến nỗi tạo nghiệp cực ác nếu như chúng ta tính nguyện niệm phật làm gì không giảng sanh vậy thì người niệm phật giảng sanh người nào niệm phật cũng có phần giảng sanh hết ai niệm phật cũng có phần đừng bao giờ mình nghe những người nói về tịnh độ cao xa nói gì như bậc thượng bậc chung mình là bậc hạ mình thấy mình không có phần nói về bậc thượng thì bậc chung cũng không có phần nói về bậc chung nguyên văn thì bậc hạ không có phần nếu nói thẳng vào bậc thượng thì chung và hạ bị đóng cửa lại nếu nói về thượng và chung thì hạ bị đóng cửa bậc hạ chúng ta là chín ngàn năm trong thời mạt pháp này nếu như quý vị nói về thượng và chung vậy thì bậc hạ này chịu chết không còn cơ hội nữa quý vị nhớ từ nơi đó mà người niệm phật chỉ cần tính nguyện kiên cố dù là quý vị niệm phật còn vọng niệm nhưng chỉ cần tính nguyện kiên cố thì chắc chắn giảng sanh phải nhớ hiểu được nguyên lý này rồi thì chúng ta rất siêng năng niệm phật chỉ cần tinh tấn niệm phật không bỏ cuộc một câu vật hiệu này niệm đến cùng không thay đổi chỉ cần giữ tâm như vậy Vạn người niệm Phật Thì vạn người giảng sanh Chúng ta phải tin Nguyện thứ 18 Chính kiếm khổ Của Phật Ai Di Đà Đạo phát Niệm Phật Niệm ta ta tiếp dẫn Tính nguyện niệm ta ta tiếp dẫn Chí tâm tính nữa Niệm Ai Di Đà Phật Ngài tiếp dẫn Như vậy thì chúng ta có phần Nắm được cái phần này chắc chắn nhất là câu Phật hiệu này Chúng ta phải chăng thật mà niệm Kiên cố tâm mà niệm Nếu như chúng ta thay đổi Thì chúng ta mất phần giảng sanh Nhớ Thay đổi thì mất phần giảng sanh Kiên cố tâm thì chắc chắn giảng sanh Nên sáng nào Chúng ta cũng học Một câu á với Đà Phật Niệm đến cùng Và buổi chiều Quyết chí một đời Vãng sanh cực lạc quốc nếu như chúng ta không mỗi ngày bổ túc như vậy thì chúng ta bỏ cuộc thí dụ như chiếc máy bấm số này vì sao bây giờ hưng khởi đặc biệt như vậy vậy? bây giờ nó mở rộng khắp nơi nơi là do gì chính mình hướng dẫn mà mình cũng bấm đi đâu mình cũng cầm cái máy bấm số cả ngày cứ thường niệm phật Hàng Phật tử bây giờ ai cũng nói lợi ích lớn vô cùng Khi họ niệm Phật được an lạc Họ tặng cho người ta chiếc máy bắp số này họ cũng giới thiệu Nên những Đức nói rằng trong dịp Tết Quý vị chuẩn bị đi về quê thăm cha mẹ, ông bà, dòng họ những Đức nói Mỗi năm chúng ta về quê tặng tiền Bây giờ đổi lại Chúng ta về quê lì xì ít lại đi quý vị Thí dụ như lúc trước lì xì Cho người 200 ngàn Bây giờ chúng ta lì xì 50 ngàn cũng được 100 ngàn cũng được quý bị đặt chiếc máy nghe Pháp bị tặng cho họ Nó vẫn là lợi ích lớn biết đâu Người này nghe Pháp Sẽ chuyển cả cuộc đời họ sao quý vị Từ chiếc máy nghe Pháp Người ta cầm người ta nghe được Thì người ta biết niệm Phật Cũng như hồi sáng gặp một sư cô cách nay đâu hơn 2 năm đi đến chùa chúng ta những đức tặng cho cô một chiếc máy nghe pháp cô về cô cầm cô nghe tự nhiên cô nghe những đức nói chuyện đơn giản cô lại phát tâm của niệm phật xong cô đem chiếc máy nghe pháp đó cô tặng cho một đạo tràng ở đồng tháp thì đạo tràng này nghe một cái tức khắc cái vị trưởng đạo tràng đó bắt đầu là tinh tấn niệm phật bắt đầu là đặt máy nghe pháp thì cái nơi đó bây giờ Máy nghe Pháp nó truyền rất nhiều Ở khu vực đó Mà lâu lâu là họ dẫn đòn đi đến đây Để cộng tu Đi một lần sáu bảy chục người vậy, vì vị. Vị coi Chỉ có một chiếc máy nghe Pháp Rõ ràng Phật Pháp cứu cuộc đời mình ý vị ơi. À. Nên trong chiếc máy nghe Pháp của mình Những cái câu nói rất đơn giản Nhưng mà nó lợi ích rất là lớn Nên gần Tết tới nè Về miền quê bên nội bên ngoại nên cầm theo máy nghe pháp nên cầm theo những chiếc dòng màu sáng như giới thiệu này nè kết duyên và nói cái công hiệu mình niệm phật được lợi ích cho người ta nghe phải nói rằng chiếc dòng này là chiếc dòng may mắn nhớ hồi sáng giờ cũng nhiều người đặt dòng này những đức thấy cái gì lợi ích là những đức Hướng dẫn cho quý vị để tu duyên tu phước Cuộc đời đến thế gian này quý vị à Mấy chục năm ngắn ngủi Mình Dù là làm ông này bà nọ Nhà cao cửa rộng Của cải đầy nhà Nhưng không biết tu vẫn là vô nghĩa quý vị à. Vô nghĩa Không có ý nghĩa gì cả Không biết tu là vô nghĩa Không có cái lợi ích gì lớn hết. Từ nơi đó mà chúng ta biết tu Là có ý nghĩa nhất Nên Mình phải siêng năng niệm Phật Gặp được Phật Pháp là quý quá rồi Nhờ nghe Phật Pháp Mà mình mới sửa đổi lỗi lầm được Nên chúng ta phải cố gắng với việc Phải cố gắng mà niệm Phật siêng năng mà niệm Phật Tinh tấn niệm Phật Kiên cố tâm niệm Phật Gặp cảnh ngộ gì cũng niệm Phật Bị ai chửi mắng cỡ nào cũng niệm Phật Nghe người bài sách tịnh độ cỡ nào cũng niệm Phật Đây gọi là tính nguyện niệm Phật Lòng tính này phải kiên cố Dù chúng ta lúc tu có lỡ tạo nghiệp gì Cũng phải giữ cái tâm niệm Phật cho kiên cố Chứ không phải là gặp sự cố gì Cái là dao động tâm Mà phải giữ cái tâm niệm Phật Nếu như chúng ta giữ được cái tâm niệm Phật kiên cố Thì chắc chắn cơ hội giải thoát của chúng ta Chắc chắn là có Chắc chắn là nắm được Còn nếu như mình thay đổi phương pháp tu chuyển phương hướng tu là thất bại Trời ơi có những cô những chú Lúc trước Chưa vô chùa mình tu Như lúc trước có mấy cô Nó cũng tu tịnh độ Vì biết rằng là nó bế tắc luôn quý vị à Nghĩa là nghe mà Nghĩ rằng mình làm không được Mà cứ tu là nó bế tắc Tu mà nó cứ là Không phát cái tâm được Mới vô chùa mình Bắt đầu là hưng khởi tâm lại bắt đầu tu một thời gian bắt đầu cũng nghĩ tiếp tục cái chuyện bây giờ niệm phật còn vọng niệm niệm phật chưa có công phu gì nó cứ nghĩ như vậy mà nó không chịu niệm phật bắt đầu tiếp tục lên đến nữa tiếp tục lên đến nữa bây giờ biết đi về đâu hết rồi vì coi đó phải chi mà giữ có vật hiệu này chăng thật mà niệm đi cái lúc mình tu đó mình gặp sự cố gặp cái gì thử thách mình nghĩ thử thách mà thôi mình cứ tiếp tục mình niệm phật đi thì mình thành công gì đâu nhưng mà bỏ có vật hiệu là thất bại liền nói chứ. Nhớ, bỏ có vật hiệu là thất bại liền. Nghĩa là mình bỏ có vật hiệu là mình là bị cái nghiệp quả nó câu thúc luôn rồi. Còn bây giờ mình mà chỉ cần nắm có vật hiệu thì tức khắc mình chuyển nghiệp. Nhớ Phật thì chuyển nghiệp mà quên Phật bị nghiệp chuyển. Cứ là chân thật mà niệm có vật hiệu đi. Cứ lão thật mà niệm có vật hiệu đi. Đừng bao giờ thay đổi tâm cứ giữ cái tâm kiên cố niệm Phật đi là có kết quả liền à. chắc chắn luôn bây giờ những đức niêu những vị như đại lão hòa thượng hải hiền pháp sư hải khánh mẹ hòa thượng hải hiền lão đức hòa thượng không đều là người không biết một chữ nào chỉ có một câu phật hiệu mà thành công chứ làm gì nên những chỗ này nghe rồi tính tâm mình nó phát khở mạnh mẽ lên mà niệm phật quý vị nhớ cố gắng chúng ta hôm nay học tập đến đây quý vị ai di đọc phật nguyện đem công đức này hướng về khẩm tất cả để tự và chung sanh đồng sanh về tình độ